Và ngay sau đây, Quang Nhật cùng với Ngọc Quỳnh xin gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ theo dõi tình hình Miến Điện và cân nhắc việc tái áp đặt lệnh trừng phạt. Phó công nhân Tòa Bạch Ốc là Jen Psaki cho hay Tổng thống Joe Biden đã cảnh cáo sẽ tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Miến Điện vì vụ đảo chánh của quân đội tại nước Đông Nam Á này, đồng thời kêu gọi thế giới hãy cùng lên tiếng. Tổng thống Biden cũng lên án vụ quân đội Miến Điện bắt bà Aung San Suu Kyi, người giữ vai trò lãnh đạo quốc gia qua chức vụ cố vấn chính trị, cùng Tổng thống Win Myint và một số lãnh đạo cao cấp trong đảng cầm quyền. Ông Biden gọi đây là cuộc tấn công trực tiếp vào quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ và thượng tôn pháp luật của Miến Điện. Tổng thống Hoa Kỳ cũng kêu gọi quân đội Miến Điện dỡ bỏ hạn chế về thông tin, tránh hành động bạo lực nhắm vào dân thường. Và trong khi đó, thì ông Biden cũng yêu cầu tối cao pháp viện tạm hủy tranh cãi về tường biên giới và chính sách tị nạn. Chính phủ của Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Hai đã yêu cầu tối cao pháp viện phải hủy các phiên tranh luận sắp tới và tạm thời không có hành động gì thêm đối với hai hồ sơ quan trọng liên quan đến bức tường biên giới và chính sách tị nạn gây tranh cãi của cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, thì tối cao pháp viện cho biết là buổi tranh luận về vụ tường biên giới vào ngày 22 tháng 2 và buổi tranh luận về vụ quy định tị nạn vào ngày 1 tháng 3 sẽ vẫn diễn ra. Vụ bức tường biên giới liên quan đến thách thức pháp lý tố cáo ông Trump vượt quá quyền hiến pháp, xâm phạm thẩm quyền của Quốc hội bằng việc chuyển hướng ngân quỹ được Quốc hội phê chuẩn cho quốc phòng sang cho bức tường. Xây dựng tường biên giới là một trong những lời hứa chiến dịch vận động tranh cử trọng tâm của ông Trump vào năm 2016. Chính sách ở lại Mexico có hiệu lực vào năm 2019 đã buộc hàng chục ngàn người di cư dọc theo biên giới phía Nam phải chờ ở Mexico thay vì được vào Mỹ, trong khi chờ chính phủ Mỹ xét duyệt đơn tị nạn. Trong cả hai vụ này, thì tòa cấp dưới đều chống lại chính phủ ông Trump. Tối cao pháp viện vào năm ngoái đồng ý sẽ nghe kháng án của chính phủ. Quay sang một tin khác là tin dân chủ tại Hạ viện đang tìm cách loại tân dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene ra khỏi các ủy ban. Kính thưa quý vị, lãnh tụ đa số Hạ viện Steny Hoyer vào hôm thứ Hai đã ra tối hậu thư cho tân dân biểu McCarthy. Một là Cộng hòa tự tước bỏ nhiệm vụ của bà Greene trong các ủy ban Hạ viện trong vòng 72 tiếng đồng hồ, hoặc là phía dân chủ sẽ đưa vấn đề này ra sàn Hạ viện. Phía dân chủ cho rằng những giọng điệu thúc đẩy bạo lực của nữ dân biểu Greene đã dẫn đến cuộc bạo động đẫm máu tại điện Capitol cách đây gần một tháng. Ngoài ra, nữ tân dân biểu Green cũng hậu thuẫn bạo lực chống lại Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo dân chủ trước khi đắc cử vào Hạ viện. Tuần trước, nữ dân biểu Green được chính thức bổ nhiệm vào Ủy ban Giáo dục và Lao động và Ủy ban Ngân sách Hạ viện. Hạ viện sẽ có phiên điều trần tại Ủy ban Quy tắc Hạ viện vào chiều thứ Tư 3 tháng 2 về nghị quyết tước bỏ chức vụ của bà Green trong các bang ủy ban. Và tin liên quan đến một nữ dân biểu đảng Cộng hòa khác cho biết là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã lên án bà này là thúc đẩy thuyết âm mưu và ủng hộ bạo lực. Kính thưa quý vị, lãnh đạo thiểu số Thượng viện là Mitch McConnell vào hôm thứ Hai là lãnh đạo đảng Cộng hòa đầu tiên lên án dân biểu Marjorie Taylor Greene vì đã thúc đẩy thuyết âm mưu và ủng hộ bạo lực đối với lãnh đạo dân chủ. Nữ dân biểu Greene cho rằng các vụ thảm sát học đường là dựng chuyện và vụ khủng bố 9/11 có tay trong. Cô ta công khai cho rằng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phạm tội phản quốc đáng chết, nhưng cho đến thứ Hai thì trong khi lãnh đạo Cộng hòa vẫn từ chối công khai lên án tân dân biểu theo thuyết âm mưu này, thì đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn bổ nhiệm cô ta vào Ủy ban Giám sát Chính sách Giáo dục. Những lời dối trá điên khùng và thuyết âm mưu là ung nhọt của đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ McConnell tỏ ra bất bình trong tuyên bố. Ông Mitch McConnell không kêu gọi trục xuất bất cứ ai khỏi quốc hội, mặc dù là thành viên của đảng của ông đồng tình với những tuyên bố sai trái về gian lận bầu cử đã giúp gây ra bạo động tại điện Capitol. Tiếp theo là tin chính phủ Tổng thống Biden cam kết di dân bất hợp pháp cũng được chích vaccine. Kính thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 2, chính phủ Tổng thống Biden cam kết rằng những người di cư bất hợp pháp cũng được chích vaccine ngừa COVID-19 như những công dân khác. Đây là hành động mới nhất của tân Tổng thống Joe Biden nhằm đảo ngược chính sách nhập cư cứng rắn của cựu Tổng thống Donald Trump trong thông báo mới. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ khẳng định cần phải bảo đảm rằng tất cả mọi người cư trú tại quốc gia này đều có thể được chích vaccine ngừa COVID-19 nếu những người này có đủ tiêu chuẩn tham gia tiêm chủng theo quy định của địa phương.
Bunean cũng cho biết sẽ không tuần tra tại những khu vực có những trung tâm chích ngừa nhằm khuyến khích tất cả di dân, bất chấp tình trạng di trú, đi chích ngừa. Bản thông báo của Bộ Nội an đưa ra hôm thứ Hai 1 tháng 2 viết tiếp rằng Bộ Nội an cam kết việc bảo đảm cho tất cả mọi cá nhân được chích ngừa, bất chấp tình trạng di trú. Theo thông báo, lực lượng cảnh sát di trú gọi tắt là ICE và tuần tra biên giới sẽ không thực hiện các cuộc tuần tra tại những địa điểm có trung tâm chích ngừa. Và một bản tin khác cũng liên quan đến vaccine cho biết là chích ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ có tính phân biệt. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ vừa công bố một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêm chủng cho những người Mỹ gốc Phi Châu không tương xứng với tỷ lệ dân số Hoa Kỳ. CDC cho biết là trong thời gian từ ngày 14 tháng 12, 2020 đến ngày 14 tháng 1, 2021, gần 13 triệu người dân Mỹ đã được tiêm ít nhất là một mũi vaccine chống COVID-19. Và trong số khoảng 6,7 triệu người có thông tin về sắc tộc thì chỉ có 5,4% là người Mỹ gốc Phi Châu, trong khi có tới 60,4% là người da trắng, 11,5% là người nói tiếng Tây Ban Nha và 6% là người gốc Á. Dữ liệu được công bố trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại về tình trạng bất bình đẳng trong việc chích vaccine tại Mỹ. Một số khu vực, các trung tâm tiêm chủng đặt tại những vùng dân cư đa số là người da trắng. Và trong khi đó, thì giới chức y tế cho biết người Mỹ gốc Phi có nguy cơ nhập viện vì COVID-19 cao gấp 2,9 lần và nguy cơ tử vong vì căn bệnh này cao hơn 2,1 lần. Và tiếp theo bản tin đời sống cho biết là chợ đóng cửa sau khi bị thành phố bắt tăng lương cho nhân viên. Hãng bán lẻ thực phẩm Kroger không thông báo sẽ đóng cửa hai trong các cửa tiệm của họ tại Long Beach, Nam California, gồm một chợ Rao và một chợ Food for Less, nhằm đáp lại việc thành phố ra lệnh hãng này phải tăng lương thêm 4 Mỹ Kim một giờ cho nhân viên, gọi là tiền lao động anh hùng Hero Pay, dành cho những người làm việc trong đại dịch. Thông cáo của hãng Kroger cho biết, do hậu quả của lệnh bắt buộc tăng lương của Long Beach, chúng tôi buộc phải ra quyết định khó khăn là đóng cửa vĩnh viễn hai điểm kinh doanh không tốt tại thành phố này. Hành động của Hội đồng thành phố Long Beach đã bỏ qua quá trình thương lượng truyền thống. Tổn thất mà nhân viên và cư dân địa phương phải chịu là hậu quả trực tiếp của quyết định của Long Beach. Chúng tôi rất tiếc khi các nhân viên và khách hàng sẽ là nạn nhân thực sự của quyết định của Hội đồng thành phố. Thị trưởng Long Beach là Robert Garcia là người ủng hộ mạnh mẽ cho lệnh tăng lương. Trước khi ký ban hành lệnh này, ông đã viết trên Twitter rằng nhân viên tại các chợ đã làm việc trong môi trường đầy rủi ro trong suốt giai đoạn đại dịch và họ xứng đáng được hỗ trợ thêm. Theo hãng Kroger, chợ Rao trên đường Los Condotes và Food for Less trên đường South sẽ đóng cửa vào ngày 17 tháng 4. Hội đồng thành phố Long Beach vào tháng trước đã phê chuẩn quy định yêu cầu các hãng thực phẩm lớn phải trả thêm cho nhân viên 40 kim một giờ tiền lao động anh hùng vì đã làm việc trong giai đoạn đại dịch. Quy định mới áp dụng cho các công ty có tổng cộng từ 300 nhân viên trở lên và có hơn 15 nhân viên tại mỗi cơ sở tại Long Beach. Hiệp hội chợ thực phẩm California gọi tắt là CGA mới đây đã khởi kiện Long Beach cho rằng lệnh bắt buộc tăng lương của thành phố này là vi phạm hiến pháp. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ cho biết là dân biểu liên bang Michelle Steele đã bị chỉ trích vì xem nhẹ đại dịch COVID-19. Theo một bản tin trên đài truyền hình CBS của Los Angeles, nữ dân biểu liên bang Michelle Steele, địa hạt 48, đã bị chỉ trích vì có lời nói giễu cợt và xem nhẹ COVID-19. Cơn đại dịch đã cướp đi trên 450.000 sinh mạng người dân Hoa Kỳ. Tính đến thứ Hai, thì California đã có hơn 41.000 người chết vì COVID. Riêng quận Cam có chính xác là 3.109 người. Trên một cuộc họp qua mạng Zoom với một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp quận Cam vào thứ Sáu tuần rồi, 29 tháng 1, 2021, bà Michelle Steele đã có lời chế giễu về căn bệnh coronavirus mà bà đã bị nhiễm, khi nói rằng nó giống như một kế hoạch để diet hay còn gọi là ăn kiêng. Bà Steele nói là bà đã trải qua COVID 2 tuần qua và 99% những người nhiễm bệnh đều qua khỏi. Bà còn nói thêm rằng bà chỉ bị giảm một vài cân và bị bệnh là một cách rất tốt để cho bà giảm cân. Bà Steele cũng cho biết là cả bà và chồng đều bị những triệu chứng nhẹ với COVID và bà đã kêu gọi hãy mở cửa lại nền kinh tế, mở cửa lại trường học. Bà nói thêm rằng quận Cam đã mở cửa trường học vào tháng 8 năm ngoái mà không hề gặp phải những vấn đề lớn nào. Cựu dân biểu liên bang Harley Ruda, người dự kiến sẽ tái tranh cử vào năm 2022 cho vị trí vừa mất vào tay bà Michelle Steele, đã lên tiếng chỉ trích thái độ giễu cợt này. Ông Ruda nói,
Coronavirus không phải là thứ để đùa giỡn và đây không phải là lúc để đưa ra những tuyên bố khiếm nhã khi mà hơn 400.000 người dân Mỹ đã mất mạng vì COVID. Trong đó một phần lỗi là do cách đối phó sai lầm của chính quyền liên bang và cả ở địa phương, như ở quận Cam khi bà Michelle còn là chủ tịch hội đồng giám sát. Theo ông Ruda, điều mỉa mai ở chỗ việc tuân thủ những hướng dẫn mới của các cấp liên bang, tiểu bang, các chuyên gia y tế quận hạt hiện nay đang làm chậm lại sự lây lan hoành hành của đại dịch và chính điều này mới giúp cho các doanh nghiệp sớm mở cửa lại một cách an toàn. Một vị dân cử như bà Steele đáng lý ra phải tôn trọng và tuân thủ những quy định này, nhưng bà đã không làm như vậy. Và bà thực sự là gây tác hại cho các doanh nghiệp. Đó là lời của ông Harley Ruda. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.